Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are. Hello mọi người, lại là mình đây cho em nè. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và lại là mình cùng với Hành Trình Tìm Nhà đây. Hôm nay thì mình có hẹn đi xem hai căn nhà ở quận 2. Trong lúc tìm kiếm những căn hộ lý tưởng á, thì mình đã đặt ra một cái option. Đó là có thể mình sẽ di chuyển sang khu vực quận 2. Vì chuyển sang quận 2 thì có thể là sẽ phải đi làm hơi xa một chút, nhưng mà biết đâu sẽ tìm được một căn hộ xinh xắn và phù hợp với mức tài chính của mình cho việc ở một mình. Vậy nên sau khi tìm hiểu và liên hệ với các bên bất động sản thì mình đã đặt mục tiêu là một cái chung cư cũng khá là nổi tiếng ở quận 2 á. Vừa tới là thích rồi nha. Ngay dưới chung cư có rất nhiều cửa hàng và shop house như là K Market, Starbucks, Copmark, cà phê, quán ăn cũng rất là nhiều luôn. Nhưng với tài chính của mình thì ở đây chỉ đáp ứng được căn hộ dạng studio thôi. Nếu mọi người chưa biết thì căn hộ dạng studio là dạng không chia phòng ngủ, sẽ không có ban công, chỗ phơi đồ, bếp và phòng thông nhau thành một khối như thế này và chỉ có toilet. Mà toilet cũng hơi nhỏ, không thể để được máy giặt ở trong nữa. Lúc đầu thì mình cũng chuẩn bị tâm lý là có thể sẽ phơi quần áo trong nhà nè, sắp xếp gói gọn lại trong một cái phòng khoảng 30m² như thế này thôi. Và có thể là mình sẽ phải bát bớt một số đồ đạc của mình đi để có thể gói gọn trong cái căn phòng này. Nhưng mà tới nơi thì quả thật là hình như mình hơi đề cao bản thân rồi. Với một đứa sống một mình nhưng mà đồ đạc nội thất thì như một gia đình nhỏ, một vợ một chồng á, mình không đủ tự tin để mà sắp xếp gói gọn ở trong cái không gian này. Chưa kể phòng dạng studio thế này thì thường được thuê làm văn phòng kinh doanh, cho nên phí quản lý lúc nghe thì hơi choáng váng á. Phí quản lý tính ra cũng ngang ngửa căn một phòng ngủ, hai phòng ngủ ở những chung cư khác, cho nên là mình thấy cũng không được happy, không được thoải mái cho lắm. Hôm đó thì mình đi coi khoảng 4 căn trong những tháp khác nhau, cho nên là hơi mệt, hơi nắng nóng. Mình quyết định là sau khi xem xong thì mình sẽ qua nhà anh Học. Anh Học thì cũng đang ở quận 2, khu New City, nên mình ghé qua nhà anh đi nghỉ ngơi và xin lời khuyên tư vấn. Sau mấy tiếng đồng hồ xem nhà và dưới sự nắng nóng của Sài Gòn thế này á, thì đáp vào ngôi nhà này thực sự là mình thấy dễ chịu và thoải mái hơn hẳn luôn. Lúc này là anh đang vận dụng tất cả các mối quan hệ để tìm kiếm nhà cho mình này. Nhưng mà quả thật là những option khác thì cũng không thể đáp ứng được tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Với chi phí thấp hơn thì sẽ là những cái chung cư hơi cũ và phải cải tạo khá là nhiều. Còn những chung cư ok la thì tất nhiên là tài chính của mình không đáp ứng được. Nên thôi, tụi mình tạm từ bỏ cái sự nghiệp đau đầu này và quyết định là ăn trưa. Hôm nay chị My cũng qua nhà anh Học để làm việc, tụi mình hâm lại đồ ăn. Bữa trưa nay thì có canh đu đủ hầm xương, cá kho, thịt bò xào ớt chuông. Một bữa cơm nhà giúp mình có thêm năng lượng và thấy ổn hơn. Sau khi ăn xong á, cho hết chén bát vào máy, anh Học và chị My thì làm việc, còn mình tranh thủ ùa lên giường đánh một giấc để lát nữa lại lên văn phòng quay. Hôm sau thì mình đi coi tiếp một căn nhà ở chung cư mình đang ở. Đây là phương án backup cuối cùng của mình trong cái chuyến chuyển nhà lần này mọi người ạ. Mọi người cũng biết là mình hiện tại thì đang ở trong căn 2 phòng ngủ đúng không? Thì lần này mình quyết định là đi xem căn một phòng ngủ. Tất nhiên thì tài chính của nó sẽ giảm bớt một chút, dù ít hơn một phòng ngủ nhưng mà diện tích thì lại không chênh nhau quá nhiều, thậm chí diện tích phòng ngủ còn lớn hơn một xíu á. Đặc biệt là cửa sổ ở căn này ưng ý mình hơn căn gốc mà mình đang ở. Và với việc di chuyển vào căn cùng chung cư thì mình có thể tiết kiệm được một khoản tiền vận chuyển khá khá nha. Điểm trừ duy nhất ở đây sẽ là không có bất kỳ thiết bị điện gia dụng nào cả ngoại trừ bóng đèn. Dù vậy thì so sánh với những căn khác mà mình quan tâm á, thì thay vì bỏ ra một số tiền nhiều hơn để thuê, thì với số tiền chênh lệch đó mình chọn sắm sửa cho ngôi nhà này. Sau này thì những món đồ đó thì cũng là của mình thôi. Và một điểm cộng lớn hơn nữa đó chính là mình thích chung cư này, tại vì nó sẽ giúp mình tiết kiệm được khoảng thời gian đi lại rất là nhiều, tại vì khá là gần công ty mình ấy. Đây, và mình nghĩ, à không, chắc chắn đây là bên đáp cuối cùng mình tìm ra trong đợt chuyển nhà này rồi nha. Sau khi chốt cọc với lại chủ nhà thì mình bắt đầu lên một bản kế hoạch cho ngôi nhà mới với tràn đầy sự hào hứng và quyết tâm. Đầu tiên là lo đắp rèm cửa. Bên lắp rèm này là chủ quen anh Học giới thiệu cho mình, đã làm và lắp cho anh mình mấy năm nay rồi. Vợ chồng anh chị này rất là dễ thương, tư vấn nhiệt tình, không phải kiểu cố ép mình đặt mấy loại đắp tiền nhất đâu. Sau khi mình lựa mấy cái cửa sổ mẫu vải thì cuối cùng mình chọn ra một cái mẫu màu be. Chị kêu là em biết chọn ghê á, mẫu này xịn nhất nhà chị luôn. Trời, không biết luôn á. Phòng ngủ thì lúc đầu mình tính là lắp rèm sáo mọi người, rèm nhôm ấy, nhìn nó sẽ kiểu hiện đại như các vlog của mấy chị nước ngoài. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình với cái rèm sáo ở trên văn phòng ấy, thì loại rèm này sẽ không được lâu dài cho lắm và nó dễ gặp vấn đề. Nên cuối cùng thì mình lại về với rèm vải. Trong lúc đó thì mình cũng tìm kiếm sofa. Hai năm qua trong cái căn phòng kia thì mình đã để phòng khách của mình rất là nhàm chán và không có điểm nhấn. Một phút nông nổi mình quyết định pass lại chiếc sofa cũ và khiến cho cái phòng khách lại càng trống vơ trống vắt. Sau đó thì mình mới nhận ra tầm quan trọng của phòng khách nha. Nhà là nơi chúng mình về để nạp lại năng lượng sau một ngày vật lộn với công việc. Mỗi lần đi làm về mệt mỏi mà muốn đặt lưng xuống ngay thì cũng không có chỗ, nên là về nhà thì mình cứ chui vào phòng ngủ, leo lên giường. Cuối tuần muốn ngồi thư giãn thì cũng leo lên giường. Phòng khách cũng khiến mình không thoải mái để mời bạn bè về chơi.
Tại vì kiểu mình là vậy á, nếu mà mọi người tới nhà mình á thì mình muốn tạo cho bạn bè của mình cảm giác thoải mái nhất, vui vẻ nhất và dễ chịu nhất. Nhưng mà phòng khách thì khiến mình không thoải mái, cho nên là mình cũng không tự tin để mà mời bạn bè về chơi. Vậy nên là sau 2 năm thì mình quyết định là mình phải thay đổi. Một không gian sống xinh đẹp, ấm cúng, tinh tế sẽ giúp cho chúng mình hạnh phúc hơn, tự tin hơn, vui vẻ hơn, nhiều năng lượng và có cảm hứng trong công việc. Sau khi tham khảo rất nhiều các video để coi nhà cửa, home tour, house tour ở trên YouTube, rồi xem các layout, lấy cảm hứng phòng khách từ trên Pinterest, mình đã nhắm đến chiếc sofa mây này. Nhưng mà thực ra thì mình đã mê em này từ rất là lâu rồi cơ, nhưng mà cứ lên lửa mãi chưa mua. Thì lần này mình quyết định là hạ quyết tâm. Mặc dù có thể đặt online nhưng mà để kỹ lưỡng hơn ấy, thì mình đã tới tận showroom để xem trực tiếp. Lần đầu tiên được chính tay lựa chọn chất liệu màu sắc cho sofa thực sự là một trải nghiệm mới mẻ và rất là thú vị luôn. Iphony thì là một cái brand cũng khá có tiếng trong giới, có showroom ở Hà Nội và Sài Gòn. À và bên đây cũng có xưởng riêng, cho nên là sau khi tìm hiểu mẫu và giá ở trên web thì mình quyết định tới thẳng để mà xem chất liệu cho chính xác và rờ vào để cảm nhận được. Tới xem thì hết hồn tại vì quá nhiều, rất là nhiều màu sắc, chất liệu. Nếu bạn là người kỹ tính và cũng muốn tạo ra những món đồ nội thất độc bản không đụng hàng thì mình rất là highly recommend mọi người tự tay thiết kế sofa như mình nha. Mình đưa mẫu cho chị tư vấn xem, sau đó thì chị tư vấn sẽ giới thiệu cho mình những mẫu vải phù hợp, ưu điểm, nhược điểm của những mẫu vải này. Có những mẫu vải chống nước, cũng có những mẫu vải thô, một số mẫu vải cao cấp. Và mình thì cũng tìm được mẫu mình thấy ưng ý. Và màu sắc thì cũng rất là đa dạng, nhưng mà mình sẽ chọn những cái tông màu cơ bản thôi. Tranh thủ là tới đây thì cũng đi xem mấy em ghế lùi. Trời ơi, chị muốn bưng hết mấy cái ghế này về thôi mọi người ơi. Ước gì căn phòng của mình rộng 100m² thì mình sẽ để mỗi phòng một cái ghế lùi, một cái ghế thư giãn. Quá là đam mê, ngồi vào rất là thoải mái luôn á. Sau khi chốt được chất liệu và kích cỡ thì mình cũng đặt thêm một em Togo sofa đơn nữa. Đây là chiếc sofa mà rất là hot trong năm 2023 luôn. Nếu mọi người tìm Togo sofa thì sẽ biết em này. Nó là sofa đơn nhưng mà mọi người có thể ghép 2-3 cái để thành một cái sofa dài nha. Sau khi chốt được chất liệu kích thước thì bên đây hẹn mình khoảng 5-7 ngày, xưởng sẽ giao tới cho mình và mình sẽ về để chờ đợi. Mà tầm đấy thì mình cũng bắt đầu là dọn nhà rồi, khá là hợp lý, vừa chuyển tới là cho vào căn hộ mới luôn. Và đó, chắc là video cuối cùng trong cái series tìm nhà rồi. Và sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu vào những chuyến chuyển nhà. Hy vọng là với việc chuyển nhà ở trong chung cư thì nó sẽ đỡ đau đầu và đỡ mệt mỏi hơn là cái việc di chuyển xa như thế này. Nhưng mà có đỡ mệt hơn không ta? Hãy cùng chờ đón trong vlog chuyển nhà lần tới của mình nha. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong một video lần sau. Bye bye.